Chào các bạn, hôm nay cùng Mai Quy để chiêm ngưỡng những cái hoa kiếm vàng nở các bạn ha. Thì đây là những chậu kiếm vàng đang có nở bông ở vườn mình, rất là đẹp, bông màu vàng. Chưa bao giờ là kiếm vàng lại dễ dàng và có dễ sở hữu như bây giờ. Đây là những cái kiếm vàng có giá trị khá là được, nhưng mà giá thành lại rất là rẻ. Chúng ta biết có những cây kiếm vàng giá bây giờ là 10 triệu một củ, hay là tệ lắm cũng phải 5 triệu một củ, như là loại Phan Chí hay là Hoàng Long, hay là những loại vàng mà lưỡi đỏ thì giá nó nghe nói còn có 20 triệu một củ nữa, thì quá đắt. Thì bây giờ chúng ta thích cái chữ kiếm vàng, hay là thích cây kiếm vàng, hay là thích một cây kiếm nhưng nó lại có cái bông màu vàng, thì đây là cái cây kiếm mà mình muốn giới thiệu các bạn. Thứ nhất, đây là cây kiếm Myanmar, thì mình cũng đã làm một số video rồi, nhưng mà hôm nay mình sẽ so sánh hai cây kiếm Myanmar và cây kiếm Anba. Thì cây kiếm Myanmar này thì lá nó ửng vàng, còn cây kiếm Anba này lá nó xanh đậm các bạn ha. Đặc tính của nó là xanh đậm. Chung một cái môi trường là nhà lưới thì nó sẽ có đặc tính là xanh đậm và màu vàng. Thường các loại kiếm là lá ửng vàng, từ kiếm vàng Phan Chí cho đến kiếm vàng Hoàng Long thì ửng vàng, chỉ có cây kiếm Anba này thì lá nó xanh đậm. Cái thứ hai là cây kiếm Anba này khi nó nở bông thì bông nó vàng tinh khiết các bạn ha. Bông nó vàng tinh khiết, tức là vàng của nó không có đậm. Vàng nó không có đậm. Còn cái vàng của Myanmar này thì bông nó là vàng đậm ha các bạn ha. Cũng có thể coi cái cấu trúc nó cũng hơi khó ác chút xíu. Ví dụ như hai cái tay nó chụp lại và nó khá mạnh. Còn cây Anba này hai tay nó chụp lại nhưng mà cánh nó hơi khá bầu, tròn hơn. Về độ dài bông thì thực sự thằng Myanmar này dài hơn. Tuy chúng ta thấy nó bằng nhau như vậy nhưng mà ở đây là cái kiếm Anba này là nó được phát ra bông từ cái củ bự, cái củ phát triển hay mà ha. Đây là củ đầu luôn. Còn cái cây Myanmar này nó phát triển từ cái củ già, tức là mình đã cắt cái cây này ra nên nó tức nó ra bông, hoặc là nó đã mang mầm bông cũ rồi thì bây giờ nó ra bông nên nó không đạt chuẩn. Cuốn bông của bên đây bự hơn thì do là cây mập khỏe hơn, cuốn bông bên đây ốm hơn do cây bên đây ốm hơn. Nhưng cây kiếm Myanmar này nếu mà cái củ bự giống như cây Anba này thì bông phải nói là gần gấp rưỡi cái bông này, giò bông dài phải là gần gấp đôi cái bông giò bông này luôn. Nói chung là cây Myanmar này thì về bông với về giò bông dài thì nó là phải là kinh khủng, phải dùng từ vậy, rất là dài, bông to. Còn cái kiếm Anba này thì nó có đặc tính là bông nó rất là tinh khiết, nó màu vàng rất là nhìn rất là trong sáng. Còn bên đây thì vàng nó đậm hơn. Cái nào nó cũng có một cái vẻ đẹp riêng các bạn ha. Thì chúng ta thấy là rõ ràng là một cây bông kiếm một dồi thôi mà nó đã ấn tượng và nó đẹp rồi. Thì chúng ta trồng thành một giò to và nó ra 5-7 giò bông thì rất là tuyệt vời. Ở đây là những giò bông này thì mình thường xuyên cắt bông nên thành ra là nó nở lác đác lắm. Chứ chúng ta để một giò hoàn chỉnh thì nó sẽ nở rất là chuẩn cho chúng ta ha. Thì cái vấn đề mình qua cái video này mình cũng muốn chia sẻ các bạn một cách duy trì nồi giống qua cái cuốn bông. Ví dụ bây giờ chúng ta có một cái cây già như vậy, nó khó đẻ con lắm các bạn. Nhiều khi nó khó đẻ con, nó sẽ khôn lắm, nó sẽ ra cái giò bông. Và cái bông nó sẽ ra, khi ra xong chúng ta cắt cái giò bông, cuốn bông, nếu chúng ta cắt cái khúc đâu đây nè thì nó sẽ ra con ở ngay cái mắt ở trong cùng này nè, của cái cuốn bông này nè. Nó không có ra mắt trên cái thân già nữa để nó duy trì nồi giống. Thì lúc đó chúng ta đừng có cắt quá sát, chúng ta nên cắt khoảng khúc này thôi để nó chừa lại một hai mắt để nó dự phòng. Và đặc biệt là cái giò bông chúng ta phải làm cho nó già ra, chứ chúng ta mới vừa ra bông dày rồi chúng non chúng ta cắt cái thôi là nó không ra được đâu. Thậm chí để luôn cái giò bông này phải là già và gọi là tàn luôn á thì chúng ta mới cắt đi, thì nó dễ rất là ra con ở trên cái cuốn bông. Thì rất là nhiều người duy trì cây giống mới dựa theo cái nguyên tắc này. Đây, ở đây mình có một cái giò cũng được nhân giống từ cái cuốn bông đó các bạn ha. Đây là cây kiếm lùng của mình, đây là cây kiếm vàng lùng. Thì toàn bộ nó ra
ra con từ cái cuống bông cũ. Thì cây này lúc trước là nó như vậy, thì bây giờ chúng ta thấy nó phát triển rất là mạnh chứ nó không có yếu. Đó. Và ví dụ như cây này là cây già, cây này không phải ra cuống bông nhưng mà nó đâm được hai con, thì chúng ta thấy hai con nó khá khỏe thì chúng ta cứ để nó nuôi, nhưng mà nó lên cứ thấp thấp vậy thôi là nó không có lên nữa đâu, nó nhiều quá, nó nhiều con quá, nó lên xong rồi thì nó sẽ ra con thêm, thì mỗi sao nó sẽ bự, nó to hơn. Còn chúng ta thấy hai cuống bông này, hai cuống non này mà yếu thì ta ngắt một cái chừa một cái, nó tùy theo chúng ta. Thì đây, thì đây là cái kiếm già, đây là kiếm vàng Myanmar các bạn ha, giờ bông rất là dài và đẹp. Về bộ lá chúng ta thấy nó cũng khác nhau nhiều, ví dụ đây là cái lá bình thường, còn đây là lá xòe, bộ lá nó xòe cả. Mình quay từ xa đấy các bạn xem ha. Thì nói chung về cái kiếm này thì giá nó rất là bình dân, chúng ta bỏ chút đỉnh tiền là chúng ta đã thể chơi được rồi. Đó là một cái thứ hai nữa là chúng ta nhiều khi chúng ta mua những loại mắc tiền, nhiều khi chúng ta không có kinh phí thì nó cũng uổng, hoặc là bị về nó yếu, hoặc là nó bị mất mát thất thoát thì cũng uổng. Thì những cái cây kiếm này cũng ra bông vàng, cũng hôm y nhau, nhưng mà giá thành rất là tốt để chúng ta chơi sưu tầm rất là tuyệt vời, làm cho vườn chúng ta đẹp hơn đó các bạn ha. Thì rất là cảm ơn các bạn đã xem video ha. Chúng ta có nhu cầu mua kiếm này thì chúng ta liên lạc ở đầu video hoặc là qua trang web siêu thị hoa lan.com. Xin cảm ơn các bạn, xin chào các bạn nhé.